We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta quay trở lại với giải bóng đá Cúp chung cư Mipac City lần thứ 2 năm 2022. Đây đúng là một giải bóng đá điên rồ khi mà chúng ta được chứng kiến 4 đội bóng có khả năng vô địch sau khi đã trôi qua được 4 vòng đấu. Đây là vòng thi đấu cuối cùng. Trận đấu mà chúng tôi sẽ phát trực tiếp tới quý vị và bạn sẽ là trận đấu giữa thủ đến từ M1 gặp các thủ đến từ M7. Trên bảng xếp hạng thời điểm hiện tại thì các thủ đến từ M1 đang tạm thời đứng đầu bảng với số điểm là 9 điểm sau 4 lượt trận. Hiệu số của họ đang là 0-5. Trong khi đó thì các cầu thủ đến từ M7, họ không phải là đã mất đi cơ hội vô địch tại giải bóng đá chung cư Mipac City lần thứ 2, khi mà họ cũng đang có 8 điểm và xếp ở vị trí thứ 3. Nếu như trong ngày hôm nay các cầu thủ đến từ M1 giành chiến thắng và có một hiệu số đẹp thì họ sẽ là nhà đương kim vô địch của giải bóng đá chung cư Mipac City lần thứ 2. Trong khi đó thì trong một trận đấu cùng khung giờ, trận đấu giữa thủ M4 và các thủ đến từ M5 cũng đang có một hiệu số khá đẹp khi mà họ sau 4 lượt trận đấu, họ cũng đang có tới 9 điểm và hiệu số của họ đang là 4 bàn. Cách biệt hiệu số giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở thời điểm hiện tại đó chính của M1 và M4 là chỉ có 1 bàn mà thôi. Trong khi đó thì cơ hội vô địch của M7 ngày hôm nay thì họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ đó chính là M1. Ở trên bảng xếp hạng hiện tại thì M7 đang xếp ở vị trí thứ 3 với 8 điểm sau 4 lượt trận và hiệu số của họ đang là 4 bàn, bằng hiệu số với đội bóng đến từ M4. Ngày hôm nay thì trên sân bóng Cường Quốc từ rất sớm chúng tôi đã thấy được những băng rôn khẩu hiệu để chào đón các cổ động viên cũng như các cầu thủ trở về giải bóng đá chung cư Mipac lần thứ 2. Đây thực sự là một giải bóng đá mà khiến người xem phải đứng ngồi không yên, bởi vì các đội bóng có sức cạnh tranh quá lớn khi mà đến thời điểm hiện tại, đến vòng đấu cuối cùng rồi, vẫn chưa xác định được đâu là nhà vô địch của giải bóng đá năm nay. Trên sân lúc này chúng ta thì thấy cao thủ đến từ M1 với trang phục áo xanh quần đen, họ đang có những sự bàn tính cuối cùng trước khi trận đấu này diễn ra. Trong khi đó thì có vẻ như cao thủ M7 họ đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Họ đã đứng vào vị trí và sẵn sàng cho trận đấu này. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu giữa cao thủ đến từ M1 và M7, vòng cuối cùng tại giải bóng đá chung cư Mipac City lần thứ 2 năm 2022. Trong hiệp thi đấu thứ nhất này, cao thủ đến từ M1 với trang phục áo xanh quần đen, họ sẽ cầm sân bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Trong khi đó thì cao thủ M7 với trang phục áo vàng quần vàng sẽ cầm sân bên phía tay phải. Tình huống lên bóng đầu tiên, đó là cơ hội dành cho cao thủ áo vàng. Ngày hôm nay thì M1 trong trận đấu cuối cùng này, trận đấu họ đang hướng tới chức vô địch, họ ra sân gồm có 7 cái tên mạnh nhất trong đội hình. Gồm có thủ thành mang áo số 1 Quách Ngọc Hà, các cầu thủ còn lại gồm có số 1, số 36 Nguyễn Thái Duy, số 99 Vũ Viết Hòa, số 13 Cao Hoàng Minh, số 26 Nguyễn Văn Tính, số 98 Nguyễn Giáp Việt Dũng, số 6 Nguyễn Văn Dù. Đó là 7 cái tên trong đội hình xuất phát của các cầu thủ đến từ M1. Ngày hôm nay thì người mang hoàng đội trưởng của M1 đó chính là cầu thủ mang áo số 13 Cao Hoàng Minh, hay còn có tên gọi khác đó chính là Hoàng Thổ. Trong khi đó thì ngày hôm nay cầu thủ M7 họ sẽ ra sân gồm có thủ thành mang áo số 1 Nguyễn Luận, cao thủ còn lại gồm người mang đội trưởng số 20 Nguyễn Văn Giang,
số 7 Phạm Xuân Sang, số 15 Lê Hữu Nam, số 17 Nguyễn Quang Linh, số 98 Hoàng Văn Duy và cuối cùng đó chính là số 37 Phạm Văn Trung. Đây là một trận đấu quyết định của cầu thủ đến từ M1 và cầu thủ M7. Cầu thủ đến từ M1 đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng mà ngày hôm nay trong trận đấu cùng khung giờ thì cầu thủ đến từ M4 cũng đang có cuộc tiếp đón cầu thủ đến từ M5. Đây cũng là một trận đấu khá đáng xem khi mà cả hai đội bóng này vẫn còn khả năng cho chiếc cúp vô địch tại giải bóng đá MIPAC City lần thứ 2. Những giây phút đầu tiên của trận đấu này, trước khi bước vào trận đấu này thì các chuyên gia bóng đá đánh giá M1 là đội bóng mạnh hơn so với các cầu thủ đến từ đội bóng M7. Khi mà sau 4 lượt trận đấu họ đã có được tới 9 điểm. Đây là một con số khá ấn tượng. Nhưng mà với 9 điểm này thì M1 cũng chưa chắc chắn cho chức vô địch của mình, khi mà đội bóng đang theo đuổi rất sát M1 đó chính là M4 cũng có 9 điểm, họ chỉ thua về hiệu số mà thôi. Ngày hôm nay trước khi trận đấu này diễn ra thì trên sân bóng Cường Quốc đã có những cơn mưa rào, cho nên trận đấu đã lùi lại ít phút để cho cơn mưa tạnh và trận đấu mới có thể bắt đầu. Trên khắp các khán đài của sân Cường Quốc thì chúng ta thấy được một bầu không khí vô cùng sôi động. Đó là các cổ động viên của M1 cũng như là M7 đang cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu ở trên sân. Tranh chấp bóng về chân của số 20 bên phía FC M7. Đó chính là Nguyễn Văn Giang. Bóng cho chân cao thủ M1. Đường chuyền lên trên, có cơ hội hay không? Một tình huống bứt tốc lên, nhưng không được rồi. Trong tình huống vừa rồi thì hậu vệ của M7 đã lùi về khá nhanh và có một tình huống cắt bóng chính xác. Cao thủ áo trắng, cao thủ áo xanh sẽ được hưởng một tình huống đá biên. Như vậy tình huống đá biên vừa rồi đã đem về thêm cho cao thủ đến từ M1 một tình huống đá phạt góc nữa. Những tín hiệu tích cực đang đến với cao thủ của M1. Được chuyền bóng vào trong, đó là pha bóng chìm. Có thêm một tình huống phạt góc nữa. Cao thủ đến từ M1 đang liên tục tạo ra sức ép trước khung thành của thủ môn Nguyễn Luận bên phía FC M7. Một tình huống phản công, cơ hội dành cho M7, căng ngang bóng vào trong. Đây là tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ đến từ M7, treo bóng vào trong. Bóng không thể nào đến chân được các tiền đạo. Vẫn đang là cầu thủ M7 kiểm soát bóng. Bóng về chân của số 20. Tại bóng đấu trước thì cầu thủ đến từ M1 cũng đã giành chiến thắng 2-0 trước cầu thủ đến từ M5. Trong khi đó thì cầu thủ M7 giành chiến thắng tới tỷ số là 4-1 trước cầu thủ đến từ M6. Đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại. Tại giải bóng đá MIPAC City lần thứ 2 năm 2022 thì đang có tới 3 cái tên đua cho danh hiệu vua phá lưới. Đó chính là Đào Quang Đại của M5. Hai cái tên xếp sau đó đó chính là Nguyễn Văn Tính của M1 và Hoàng Văn Duy của M7. Hôm nay thì Văn Tính cùng với lại Văn Duy cũng đang có mặt trên sân để chuẩn bị cho danh hiệu vua phá lưới của giải bóng đá MIPAC City lần thứ 2. Tình huống phát bóng lên của Quách Ngọc Hà, một pha ném bóng rất chính xác cho đồng đội của mình. Cơ hội dành cho M7. Bóng đang trong chân của đó chính là Văn Trung. Không được rồi. Liên tục là những tình huống đưa bóng vào trong vòng cấm nhưng không thành công của thủ M7. Vẫn còn, dứt điểm luôn, không vào. Vẫn còn. Bóng vẫn còn trên sân. Vừa rồi là hai tình huống nguy hiểm liên tục mà cầu thủ đến từ M7 tạo ra trước khung thành của thủ môn Quách Ngọc Hà bên phía M1. Trong tình huống đó thì khung thành của thủ môn Quách Ngọc Hà đã trao đảo trước hai tình huống đánh đầu của cầu thủ bên phía M7 nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
ngày hôm nay được đánh giá là một đội bóng mạnh hơn, nhưng mà đứng trước một M7 không còn gì để mất thì các cầu thủ đến từ M1 đang có phần hơi lép vế trong những tình huống tấn công. Bóng cho chân cầu thủ M7. Trên sân lúc này mặt sân vẫn còn những vũng nước, cho nên chúng ta thì thấy các cầu thủ đang cố gắng thực hiện những đường chuyền bóng bổng. Tranh chấp bóng giữa số 37 cùng với lại số 24 bên phía các thủ M1. Liệu có cơ hội nào dành cho các thủ bên phía M1 hay không? Hay lắm, chân dài đợi quá. Bây giờ là tình huống đá phạt góc thứ hai dành cho cầu thủ đến từ M1. Ngay sau đó là pha ra sân cần phá bóng đến từ số 36 bên phía FC M1. Người mang áo số 36 bên phía M1 đó chính là Nguyễn Thái Duy. Đường chuyền bóng rất tốt. Bây giờ là cơ hội dành cho các thủ đến từ M1 tung ra cú dứt điểm luôn. Trong tình huống đó thì người tiền đạo bên phía của FC M1 đã tung ra cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn. Bóng về sân của số 99. Đó chính là Viết Hòa. Vẫn đang là Viết Hòa. Những nỗ lực nhằm đưa bóng vào trong nhưng không thành công của Viết Hòa. Các thủ đến từ M1 được hưởng thêm một tình huống đá biên nữa. Có cú đánh đầu đây không? Đường chuyền bóng rất này, bóng lên chân của số 98. Trên sân lúc này thì trận đấu đang vô cùng căng thẳng. Những tình huống cố định như thế này đều là những cơ hội sáng giá để cho một trong hai đội bóng có thể vươn lên dẫn trước. Một đường chuyền về khá nguy hiểm. Đứng rất may đứng trước khung thành của thủ môn của các thủ M7 lúc này. Đó chính là thủ môn Nguyễn Luận. Một trong số những thủ môn được triệu tập từ hội người cao tuổi của M7 ra thi đấu cho đội tuyển M7. Nguyễn Luận luôn cho thấy sự chắc chắn của anh trước khung gỗ của thủ đến từ M7 trong suốt giải đấu vừa qua. Những tình huống thi đấu rất năng xả đến từ Văn Trùng của bên phía FC M7. Bây giờ sẽ có một tình huống tổ chức phản công dành cho các thủ áo vàng. Và phối hợp 3-3 vừa rồi đã có sự không ăn hiểu nhau của các thủ bên phía M7. Đường chuyền dành cho Lê Hữu Nam là hơi mạnh. Lê Hữu Nam trong tình huống đó đã có một pha bứt tốc lên nhưng vẫn không thể nào theo kịp được trái bóng. Bóng về chân các thủ M1 dứt điểm luôn. Bóng vẫn còn dứt điểm không vào. Những tràng pháo tay dành cho thủ môn Nguyễn Luận trong tình huống phản xạ vừa rồi. Trong một tình huống mà phòng ngự của M7 đã có pha 2-1 nhưng mà thủ môn Nguyễn Luận đã có pha vài người chính xác đẩy được cú sút của các thủ bên phía FC M1. Cơ hội. Được phân bóng dài. Liên tục là những đường chuyền hướng về phía vào trong vòng cấm của thủ môn Nguyễn Luận. Nhưng mà rất ít những tình huống mà một có thể triển khai để tấn công. Bóng được chuyền sang chân của Văn Duy. Vẫn đang là Văn Duy. Đường chuyền xuống đáy biển. Ý đồ vừa rồi Văn Duy đã bị bắt bài bởi số 34. Bởi một hậu vệ bên phía FC M1.
và treo bóng vào trong. Ngay sau đó là tình huống bật cao đánh đầu của số 17, bên đó là Nguyễn Quang Linh bên phía ACM 7. Bóng về chân của Hoàng Thủ. Hoàng Thủ ngay sau đó thực hiện một đường chuyển. Không phải, trước đó không phải là đường chuyển của Hoàng Thủ. Và sau lỗi phản ứng vừa rồi, trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho một cầu thủ bên phía ACM 7. Người phải nhận chiếc thẻ vàng đó chính là số 6 Lưu Hữu Nam. Trước đó thì đã có một tình huống phạm lỗi của các thủ M7 với một cầu thủ bên phía M1. Và bây giờ Thái Duy đang là người đứng trước bóng. Một cơ hội rất rõ ràng dành cho các thủ đến từ M1. Thái Duy đã quan sát góc sút. Liệu sẽ là một tình huống sút bóng thẳng về phía khung thành hay là một đường chuyển? Phía bên ngoài chúng ta thấy được Hoàng Thủ cùng với những cái tên khác của M1 cũng đang sẵn sàng cho một tình huống sút bồi bóng vào trong. Đó là một tình huống dứt điểm luôn. Vẫn còn. Trong tình huống vừa rồi chúng ta thì thấy cao thủ M7 đã tổ chức phòng ngự một cách quá tốt, khi mà không có một khe hở nào để cho Thái Duy có thể tung ra một cú sút thẳng về phía khung thành. Một tình huống phạt góc nữa. Được cất bóng ở ngoài trong vòng cấm. Như vậy trong trận đấu cùng khung giờ thì cao thủ M4 vừa có bàn thắng mở tỷ số cho các thủ đến từ M5. Như vậy nếu mà tính theo kết quả ở thời điểm hiện tại thì các thủ M4 đang là những người tạm thời đứng đầu bảng và sáng giá cho chiếc cúp vô địch của giải bóng đá Mipac City lần thứ 2 năm nay. Đường chuyền bóng không? Lúc này thì theo bảng xếp hạng, nếu như mà một muốn lên ngôi chức vô địch trong giải bóng đá Mipac City lần thứ 2 năm 2022 thì họ tối thiểu phải có chiến thắng trước các cầu thủ đến từ FCM7. Đây dường như là một thử thách không hề dễ dàng. Đó là đường chuyền bóng lên dành cho Hoàng Thủ. Lúc này thì thủ môn của M7 đã dâng lên rất cao. Văn Duy. Bóng đến chân của Văn Trung. Văn Trung có một đường chuyền bóng sang dành cho số 20, đó chính là Văn Giang. Vẫn là cao thủ M7. Người vừa tung ra cú sút cuối cùng bên phía cao thủ của FCM7. Là số 6 Lê Hữu Nam. Có thêm một tình huống phạt góc nữa và như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên dành cho cao thủ đến từ M7. Cú đánh đầu của số 98 Hoàng Văn Duy đã đem về bàn thắng đầu tiên cho cao thủ áo vàng. Từ một tình huống đá phạt góc. Đúng như những diễn biến ở trên sân, các cầu thủ đến từ M7 họ có nhiều cơ hội hơn và trong những phút vừa qua, M7 đã có được bàn thắng dẫn trước cao thủ đến từ M1. Lúc này thì khó khăn cho cao thủ đến từ M1 đang trông chất khó khăn khi mà cao thủ đến từ M7 đã có bàn thắng dẫn trước và cao thủ M4 đội bóng bằng điểm với M7, M1 ở thời điểm hiện tại cũng đã có bàn thắng dẫn trước. Xét về cái kết cục của trận đấu này thì nếu như M7 cơ hội để cho M7 lên chức vô địch tại giải bóng đá Mipac City lần thứ 2 năm 2022 lúc này cũng đang rất mong manh.
Khi mà nếu thắng được trận đấu này thì họ mới chỉ có 11 điểm. Trong khi đó thì M4 cũng đang có chiến thắng trước cầu thủ M5 và đang tạm thời có tới 12 điểm. Nhưng có lẽ một vị trí á quân cũng sẽ là một vị trí an ủi đi phần nào những cố gắng của cầu thủ đến từ M7 trong giải bóng đá năm nay, khi mà trên sân ngày hôm nay của họ đang không có được những cái tên mạnh nhất bởi vì lý do chấn thương cũng như là lý do thẻ phạt. Cơ hội tiếp theo dành cho M7. Bóng vẫn còn. Bây giờ sẽ có thêm một tình huống phạt góc tiếp theo dành cho cầu thủ đến từ M7. Đầu chuyền bóng chìm vào trong. Cầu thủ đến từ M7 có thêm một tình huống đá phạt góc nữa. Bóng chuyền đang cho số 37. Không vào. Phạm Văn Trung là người vừa tung ra cú sút từ tuyến này. Một cú sút rất mạnh và đi sát với lại xà ngang. Nhưng trong tình huống đó thì thủ môn của FC M1 đó chính là Quách Ngọc Hà đã có một phản xạ chính xác. Một cú bay người và đẩy bóng đi ra ngoài. Nhưng mà cơ hội dành cho M7 là vẫn còn khi mà họ đang được hưởng tình huống phạt góc thứ 3 liên tiếp. Liệu hàng phòng ngự của M1 có còn chống chịu được trong trước những tình huống cố định như thế này của M7 hay không? Trước đó thì họ đã để cho M7 dẫn trước một bàn với một tình huống phạt góc tương tự. Trọng tài đang cho dừng trận đấu để có những lời nhắc nhở dành cho các cầu thủ của hai đội. Rất nhiều những tình huống bứt tốc lên trên của số 36 bên phía FC M1, đó chính là Thái Duy nhưng không thành công. Ngày hôm nay Thái Duy đang gặp phải một chốt chặn, đó chính là Phạm Văn Trung vô cùng chắc chắn. Văn Tính vẫn đang là Văn Tính dọc biển. Được chuyền bóng vào trong vòng cấm, cơ hội không vào. Hoàng Tổ là người vừa tung ra cú sút trong vòng cấm của cầu thủ đến từ FC M1. Ngôi sao hy vọng của cầu thủ đến từ FC M1 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tỏa sáng. Ngày nay trong đội hình của cầu thủ đến từ M1 thì Hoàng Thủ đang là người đeo chiếc băng đội trưởng, đồng thời cũng là cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình của cầu thủ M1 tham dự giải đấu năm nay. Bóng ra cho trận cao thủ đến từ M7. Thêm một pha chuyền bóng vào trong vòng cấm nữa nhưng không thành công. Thời điểm hiện tại thì cao thủ đến từ M1 cần phải bình tĩnh hơn. Trọng tài đã thổi còi trong tình huống phạm lỗi vừa rồi. Trong tình huống đó thì Nguyễn Văn Tính có vẻ như đã có một động tác tay hơi thừa và buộc trọng tài phải cất còi bắt lỗi Văn Tính trong tình huống đó. Thời hiện tại thì hai số đó chính là Văn Tính cùng với lại Thái Duy đang là hai máy chạy tại vị trí cánh phải của cầu thủ đến từ M1. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà họ phải đối đầu với lại Phạm Văn Trung thì đây là một thử thách khá lớn với họ. Chưa có một tình huống lên bóng là thành công mà đi qua được Văn Trung. Văn Trung đang được ví như là một Virgil van Dijk của cầu thủ đến từ M7. Trọng tài liên tục cắt còi trong những tình huống va chạm trên sân. Lúc này thì lợi thế đang thuộc về cao thủ đến từ M7. Bước vào trận đấu này thì huấn luyện viên của FC M7 đã cho biết rằng họ sẽ thi đấu một trận đấu hết bình, một trận đấu chiến thắng để dành cho người hâm mộ. Và không quan trọng là việc M7 có được đăng cai
có lên ngôi vương tại giải bóng đá MIPACK City lần thứ 2 năm 2022 không? Giờ lúc này thì một cầu thủ của FC M1 đang bị đau ở trên sân. Người đang nằm ở trên sân là số 99 Vũ Viết Hòa. Vũ Viết Hòa cũng đang rất lăng lổ va chạm và chủ động ngã trong vòng cấm của thủ môn bên phía FC M7 để mong muốn kiếm được một quả pen. Một tình huống thi đấu rất fair play đến từ cao thủ M1. Bóng vào chân của Thái Duy. Đang có những va chạm xảy ra trên sân. Người vừa làm trên sân vừa rồi đó chính là Nguyễn Thái Duy. Một tình huống va chạm khá mạnh với tiền đạo bên phía CM7. Một cầu thủ có thể khá đồ còn. Đó chính là số 17 Nguyễn Quang Linh. Một tình huống phá bóng không an toàn của Hoàng Văn Duy. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ nhất này còn khoảng 2 phút nữa. 2 phút cho những nỗ lực của M1 để xem họ có thể san bằng cách biệt hay không. Hay là cao thủ đến từ M7 sẽ bước vào hiệp đấu thứ hai với lợi thế dẫn trước một bàn. Trận đấu chúng ta bước vào những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Cao thủ đến từ M7 vẫn đang là những người tạm thời dẫn trước các thủ M1 với tỷ số là 1-0. Trong trận đấu cùng khung giờ thì M4 cũng đang có chiến thắng 1-0 trước các thủ đến từ M5. Một kết quả khá thuận lợi với các thủ đến từ M4 trong một buổi chiều mưa. Mặc dù đã có được một bàn thắng dẫn trước nhưng mà các thủ đến từ M7 vẫn đang chủ động để tấn công. Vừa rồi là một tình huống tương tự như thế vậy. Một cú sút từ rất xa khung thành và có lực rất căng. Người tung ra cú sút là số 20 bên phía FC M7, Nguyễn Văn Giang. Tình huống phá bóng không tốt của thủ M1. Trọng tài đã cắt còi trong tình huống tranh chấp bóng vừa rồi. Bóng về chân của Thái Duy. Thái Duy có đường chuyền bóng bổng lên tuyến trên. Đấy,
Nhân xem còn hoạt động không. Qua người rồi, Văn Duy đã qua người. Văn Duy qua được một người nhưng không thể qua được người thứ hai bên phía FC M1. Người đang xử lý bóng là số 99 bên phía FC M1. Ngay sau đó thì Viết Hòa đã để cho mất bóng. Và cao thủ đến từ M7 đã có một giật phá bóng an toàn, phá bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Hiệp 1 trận đấu chúng ta đang bước vào những phút thi đấu bù giờ. Nhồi bóng vào trong vòng cấm. Một tình huống cứu bóng rất hay của số 17 bên phía CM7, đó là Nguyễn Quang Lịch. Như vậy trong trận đấu cùng khung giờ, trận đấu giữa thủ đến từ M4 và các thủ đến từ M5, hiệp 1 trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-0, tạm thời nghiêng về phía các thủ M4. Có lẽ đây đó cũng sẽ là kết quả của trận đấu giữa thủ M1 và các thủ M7 tại vòng thi đấu cuối cùng giải bóng đá MIPEC City lần thứ 2 năm 2022. Các thủ M7 vẫn đang là người dẫn trước với tỷ số là 1-0. Bàn thắng được ghi bởi số 98 Hoàng Văn Duy. Đó là một tình huống bật cào đánh đầu xuất phát từ một pha đá phạt góc của các thủ bên phía CM7. Hoàng Văn Duy sẽ là người thực hiện pha đá biên lần này. Trọng tài xác định sẽ chỉ có một tình huống phát bóng lên dành cho cầu thủ bên phía CM1. Bây giờ có lẽ sẽ là tình huống cố định cuối cùng trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Người đứng trước bóng là số 26 Nguyễn Văn Tính. Thời điểm hiện tại thì Văn Tính đã có 3 bàn thắng tại giải bóng đá MIPEC City lần thứ 2 năm 2022. Anh cũng là một trong số những ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới. Liệu trong một tình huống cố định như thế này thì Văn Tính có tạo ra bất ngờ cho các thủ đến từ SCM1 hay không? Không được rồi, như vậy là không có bất ngờ đã xảy ra. Đã có những tràng pháo tay bên phía M7 dành cho Văn Tính của M1. Bóng về chân của Hoàng Thổ, dứt điểm luôn, không vào. Đó là pha xử lý của Hoàng Thổ, người mang băng đội trưởng bên phía cao thủ của SCM1. Một tình huống xoay người vào tung ra cú sút rất nhanh của Hoàng Thổ nhưng cú sút đó đã đi ra ngoài cầu môn. Hoàng Thổ vẫn cho thấy được cái chất của mình trên hàng công của cầu thủ đến từ SCM1. Văn Tính. Văn Tính có đường chuyền bóng dành cho số 99 đó là Viết Hòa. Sau đó là tình huống phá bóng của Phạm Xuân Sàng. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc, tạm thời kết thúc trận hiệp 1 của trận đấu giữa thủ đến từ M1 và các thủ đến từ M7. Kết thúc hiệp đầu thứ nhất, các thủ M7 đang là người giành chiến thắng tạm thời với tỷ số là 1-0. Sau đây chúng tôi xin kính mời các bạn hãy cùng giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với hiệp 2. Oh,
Chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai.
Vòng thi đấu cuối cùng tại giải bóng đá Mipec City lần thứ 2 năm 2022. Trận đấu giữa thủ đến từ M1 và các thủ đến từ M7. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì các thủ đến từ M7 đang là người tạm thời dẫn trước các thủ đến từ M1 với tỷ số là 1-0. Bàn thắng được ghi bởi số 98 Hoàng Mazi từ một tình huống phạt góc đánh đầu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với hiệp 2. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu có bất ngờ nào xảy ra ở hiệp thi đấu thứ 2 hay không, hay là các thủ đến từ M7 sẽ là đội bóng giữ an bài cho trận đấu này. Bước sang hiệp đấu thứ hai thì hai đội bóng vẫn chưa có sự thay đổi người. Trên sân ở thời điểm hiện tại thì cao thủ đến từ M1 với trang phục áo xanh quần đen sẽ cầm sân bên phía tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Trong khi đó thì cao thủ đến từ M7 sẽ cầm sân bên phía phần còn lại. Đây là tình huống đá phạt đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ hai dành cho các thủ đến từ M1. Có vẻ như Văn Tính tiếp tục là người đứng trước bóng. Tranh chấp rất quyết liệt tại vị trí đầu biên cánh phải và ngã ra sân rồi. Trong tình huống đó thì Văn Tính đã có một tình huống thi đấu lăng xả để ngăn chặn pha lên bóng của số 17 bên phía AC M7. Đó chính là Nguyễn Quang Linh. Nguyễn Quang Linh đang cho thấy sự nguy hiểm của anh trong những tình huống tổ chức phản công mà các thủ áo vàng tạo ra. Văn Tính thực hiện pha đá phạt, có đánh đầu hay không? Bóng vẫn còn. Trong tình huống đó thì có vẻ như M1 chưa sẵn sàng cho một tình huống tổ chức tấn công. Hoàng Thổ thực hiện đầu chuyền bóng dài, cơ hội dành cho các thủ đến từ M1. Trước đó thì trọng tài đã thổi còi để cắt trong tình huống va chạm trong vòng cấm vừa rồi. Trên sân lúc này thì thủ môn của FC M7 đó chính là thủ môn Nguyễn Luận đang bị đau ở trên sân sau tình huống va chạm vừa rồi. Trước đó là một đường chuyền bóng dài của số 13 Hoàng Thổ vào trong vòng cấm. Người đang chơi cao nhất trên hàng công của M1 lúc này đó chính là Nguyễn Thái Duy. Tình huống phát bóng lên từ sân nhà. Cầu thủ đến từ M1 cần phải thi đấu tập trung hơn trong những tình huống mà họ dâng lên tấn công. Bởi vì ngày hôm nay đối thủ của họ là M7, một trong số những đội bóng có chiến thuật chơi phòng ngự phản công rất sắc bén tại giải bóng đá Mipec City lần thứ 2. Người có pha đánh đầu bước 1 vừa rồi là số 20 bên phía M7. Bóng vẫn còn. Đường chuyền nhồi bóng lên tuyến trên. Ngã rồi. Tình huống tranh chấp bóng của Viết Hòa cùng với lại trung vệ bên phía các cầu thủ M7. Trọng tài đã rất quyết đoán trong tình huống mà một cầu thủ bên phía FC M7 ngã xuống đó. Bước sang hiệp đấu thứ hai thì M7 đang cố gắng gia cố chắc chắn hơn hàng phòng ngự của mình. Một hàng phòng ngự đã thi đấu rất tốt trong hiệp thi đấu thứ nhất. Bóng chuyền vào trong vòng cấm. Vẫn đang là cầu thủ bên phía M7 kiểm soát bóng để mất bóng rồi. Hoàng Thổ. Đó không phải là Hoàng Thổ, đó là số 6 Nguyễn Văn Du bên phía FC M1. Thank you.
mà. Ừ, giải khoa em mà. Hồi em đá giải chào tân sinh viên có một ông 9 năm đá. Đến bây giờ bọn em đá gần năm cuối rồi, ông vẫn còn đang đá. Không, khoa giải khoa giải à, ấy thôi, giải khép kín thôi chứ không phải là giải mở. Tình huống tranh chấp tại đường biên cánh trái. Ngày hôm nay thì trên băng ghế dự bị của FC M7 vẫn đang còn rất nhiều những cái tên được chờ để tung vào sân. Nếu như mà cao thủ đến từ M7 có thêm một bàn thắng nữa. Trong khi đó ở phần khán đài còn lại thì các cầu thủ đến từ M1 đang khá yên lặng trong những phút vừa qua, trong những phút mà các thủ đến từ M1 bị dẫn trước. Hoàng thủ đang bứt tốc lên. Hoàng thủ vẫn chưa thể nào qua được Xuân Sang. Đường chuyền bóng chìm. Bóng về chân cầu thủ M1. Bây giờ người đang giữ bóng là Văn Trung. Văn Trung để mất bóng rồi. Việt Dũng. Cầu thủ đến từ M7 đang đi bóng. Một tình huống 3-2. Có cơ hội nào dành cho M7 hay không? Cơ hội dành cho M7 không vào. Một tình huống 3-2. Một cơ hội quá rõ ràng dành cho M7. Nhưng trong tình huống đó thì Quang Linh đã là người bỏ lỡ. Một tình huống trật chân tai hại trước khung thành của Quang Linh đã khiến cho thủ M7 mất đi một bàn thắng. Tình huống đá phạt góc. Và bàn thắng thứ hai đã đến với cao thủ của FC M7. Một tình huống rất bất ngờ. Lần này thì có vẻ như Quang Linh đã là người tỏa sáng sau tình huống bỏ lỡ cơ hội trước đó. Quang Linh đã nâng tỷ số lên thành 2-0 dành cho cao thủ bên phía FC M7. Anh kéo lại thì cũng chẳng. Đó là một tình huống lộn xộn trước khung thành. Số mấy đấy? Không hẳn là số 17 của FC M7 đã ghi bàn, mà đó là pha bóng trôi chậm đi qua vạch vôi. Và bàn thắng đã được công nhận cho cầu thủ bên phía FC M7. Lúc này thì có vẻ như việc để thua bàn thắng đầu tiên đang là ngã rẽ cho cuộc chơi này của thủ bên phía FC M1. Họ đã có một màn trình diễn rất tốt trong những trận đấu tại vòng đấu trước, nhưng khi bước vào vòng thi đấu cuối cùng này, vòng thi đấu để chuẩn bị cho việc nâng chức cúp vô địch, thì M1 dường như họ đang tuột xích trước các đối thủ đến từ M7. Tỷ số trên sân lúc này đang là 2-0. Một diễn biến vô cùng khó khăn khi mà đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch với họ là M4 cũng đang có chiến thắng. Lúc này thì trên bảng xếp hạng M4 đang có tới 12 điểm. Trong khi đó đội bóng xếp thứ hai lúc này tạm thời là cao thủ đến từ M7 với điểm số là 11. Một tình huống phải mất đến rất nhiều nhịp thì thủ môn Nguyễn Luận bên phía FC M7 mới có thể khống chế được bóng. Thời gian thi đấu hiệp thứ hai vẫn còn rất nhiều. Theo thông tin chúng tôi biết, tại vòng thi đấu cuối cùng này tại giải bóng đá MIPEC City thì mỗi hiệp đấu sẽ có thời gian đến tới 30 phút. Bên phía FC M1 đang chuẩn bị có sự thay đổi người đầu tiên. Trên đường biên thì Vũ Thành An đang khởi động để sẵn sàng được tung vào sân trong những phút tiếp theo. Người rời sân thay cho anh là số 98 Nguyễn Giáp Việt Dũng, cầu thủ có cái tên dài nhất trong đội hình của FC M1. Trước đó thì là một tình huống phạm lỗi kéo người khá rõ ràng của Văn Tính bên phía FC M1. Người đang đứng trước tình huống đá phạt này đó chính là Văn Giang bên phía FC M7. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi với sự góp mặt của Vũ Thành An ở trên sân thì đối chơi của thủ đến từ M1 sẽ khởi sắc hơn. Hôm nay thì trước khi trận đấu diễn ra, trên sân đã có một cơn mưa rào rất to và huấn luyện viên của FC M1 cũng tỏ ra rất lo lắng cho các cầu thủ trong trận đấu này. Cơ hội dành cho M1 không được rồi.
thêm một tình huống đối mặt với khung thành nữa mà cầu thủ đến từ SCM1 vừa tạo ra. Có vẻ như Thành An là cầu thủ đã đối mặt với thủ môn Nguyễn Luận trong tình huống vừa rồi. Một cơ hội đã rất gần với bàn thắng rút ngắn cách biệt nhưng mà cầu thủ đến từ M1 không tận dụng được. Một phần bởi sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Luận mà vừa rồi Nguyễn Luận có thêm một tình huống tỏa sáng nữa trước pha đánh đầu của số 99 đó là Viết Hòa. Tình huống đẩy bóng chính xác của Nguyễn Luận đã cứu thua cho cầu thủ đến từ SC37. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu cầu thủ đến từ M1 có học hỏi được gì trong tình huống mà họ để bàn thua đầu tiên hay không. Như vậy là tình huống phạt góc đã đi qua, bây giờ sẽ là một tình huống đá biên. Một tình huống bỏ bóng ra phía sau nhưng không có ai cả. Tình huống tổ chức phản công dành cho cầu thủ đến từ SC37. Thái Duy đã lùi về rất nhanh. Thời gian thi đấu của hiệp thứ hai còn tới 20 phút nữa. 20 phút cho những nỗ lực của SCM1. Tình huống đá biên dành cho cầu thủ đến từ M7. Bóng được chuyền ra ngoài rồi. Người đi bóng vừa rồi là số 37 Viết Trùng, không phải Phạm Văn Trùng. Quả 10 một cách dễ dàng của Xuân Sàng. Như vậy sau tình huống tham gia tấn công vừa rồi thì một cầu thủ bên phía của M1 đang bị đau. Người đang nằm trên sân có vẻ như là số 36 Thái Duy. Bên phía SCM1 đang có những, có lẽ họ sẽ phải thực hiện sự thay đổi người tiếp theo. Đây là một sự thay đổi người vì lý do chấn thương, không phải là một sự thay đổi người chiến thuật. Với sự thay đổi người này đây có lẽ sẽ là một, để lại một khiếm khuyết rất lớn trên hàng công của thủ của SCM1. Những bước đi tập tễnh rời sân trong khi cao thủ đến từ M1 đang bị đối thủ M7 dẫn trước với tỷ số là 2-0. Hôm nay thì các cổ động viên của M7 đang vô cùng thắc mắc. Nếu như thi đấu tốt như trong trận đấu ngày hôm nay, trong những vòng đấu trước thì có lẽ M7 đã có thể đứng đầu trong danh sách những ứng cử viên của chức vô địch rồi. Nhưng ngày hôm nay với việc nếu mà họ giành chiến thắng và trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ đến từ M1 thì các cầu thủ đến từ M7 cũng không có gì phải nuối tiếc cả. Họ đã có những vòng cuối cùng thi đấu một cách ấn tượng. Và chiến thắng này sẽ là một chiến thắng gửi tới những người hâm mộ của FCM7. Đi bóng rất dứt khoát của Viết An. Không phải, đó là Thanh An. Thêm một tình huống dứt điểm của Hoàng Thổ. Những tình huống thi đấu lăng xả. Hoàng Thổ đã tung ra một cú sút bằng chân trái của mình. Đó không phải là Hoàng Thổ mà đó là số 6 Văn Dù. Văn Dù và Hoàng Thổ có ngoại hình khá giống nhau. Lại đi một tình huống để mất bóng nữa. Bây giờ là cơ hội dành cho M7. Chợt chân mất rồi. Bóng vẫn còn. Dứt điểm luôn. Không vào. Người tung ra cú sút vừa rồi cho M7 đó chính là Lưu Hữu Nam. Một tình huống phá bóng không an toàn. Cơ hội dành cho cầu thủ đến từ M7. Dứt điểm luôn. Đó là cú sút bằng chân trái nhưng không thành công. Chưa hề có tiếng còi trọng tài. Cầu thủ đến từ SCM1 đang sẵn sàng cho tình huống phản công này nhưng không được rồi. Bóng đang được liên tục di chuyển giữa chân của các cầu thủ của hai đội. Thi đấu rất lăng xả. Ngay sau đó là pha cắt bóng chính xác của Xuân Giang giải nguy cho các cầu thủ bên phía SCM7. Trước đó thì đã có rất nhiều cầu thủ ngã trên sân nhưng không có tiếng còi trọng tài. Tình huống đá biên dành cho cầu thủ đến từ M1 và treo bóng về phía khung thành. Nguyễn Luận này một lần nữa cho thấy phần xạ chính xác của anh trong tình huống băng ra và đập bóng lên. Quang Linh, Quang Linh có được chuyền chọc khe, lại ngã mất rồi. Người vừa làm trên sân đó chính là Văn Trùng.
Mặt sân đang có vẻ như không ủng hộ những tình huống tấn công của thủ đến từ M7. Sút bóng từ xa. M7 à? Số 10 vào sân hay số 17 Quang Linh. Bên phía CM7 chuẩn bị thực hiện sự thay đổi người đầu tiên. Đó chính là có lẽ Quang Linh sẽ rời sân, người vào sân thay cho anh là số 10 Phạm Quang Sơn. Sao anh? Cao nhất là vòng mấy? Chung kết rồi. Chung kết cú vàng rồi. Cơ hội dành cho cầu thủ đến từ M7 và bàn thắng thứ 3 đã đến. Không còn cơ hội nào nữa dành cho thủ M1 rồi khi mà bàn thắng thứ 3 cao thủ M7 đã được ghi. Như vậy là Văn Giang đã là người ghi bàn thắng thứ 3 cho cao thủ bên phía M7. Sau bàn thắng thứ 3 vừa rồi thì SCM7 Mipec đã có sự thay đổi người, số 10 Phạm Quang Sơn vào sân. Và người rời sân thay cho anh là số 17 Quang Linh. Tinh thần của đội đến từ M7 Mipec đang dâng lên rất cao trước một hàng phòng ngự vô cùng lằng lẻo và thi đấu thiếu tập trung của M1. Bây giờ là một cơ hội nữa dành cho các thủ đến từ M7. Những bàn thắng dường như đang là những liều thuốc tinh thần dành cho các thủ đến từ M7. Họ càng thi đấu càng hưng phấn hơn so với phần còn lại của sân. Bên phía CM1 họ chỉ có một vài cá nhân là thi đấu một cách nhiệt huyết thôi. Văn Trung. Không phải người đi bóng vừa rồi là số 6. Số 6 Lê Hữu Nam. Giang sút trực tiếp à? Được. Vừa nãy là anh Giang sút xa vào mà. Bên này Nam. Đường chuyền đầu cánh rất hay. Văn Tính. Vẫn đang là Văn Tính. Trước trận đấu này thì M1 được đánh giá đội bóng mạnh hơn. Nhưng mà sau những phút vừa qua trên sân thì những đánh giá đó hoàn toàn là không chính xác khi mà FC M7 đang là đội bóng dẫn trước tới 3 bàn. Và tranh chấp bóng giữa số 6 Hữu Nam cùng với lại số 6 Văn Du bên phía SCM1. Ai thủ môn xuất sắc nhất ạ? Như vậy thì lúc này chúng ta cũng đã phần nào đoán được nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số là 3-0 và không có thêm một bàn thắng rút ngắn cách biệt nào được cao thủ M1 thực hiện thì có lẽ Nguyễn Luận sẽ giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu năm nay. Mình kia đang tìm bóng à? Quay hết người. Lợi thế là đội bóng đứng đầu bảng đã đi qua với cao thủ đến từ SCM1. Một trận đấu có lẽ là đáng quên nhất trong lịch sử thành lập đội bóng của đội bóng áo xanh trên sân ngày hôm nay. Một ngày mưa buồn thực thụ của cao thủ áo xanh quần đen. Văn Tính. Liên tục là những tình huống để mất bóng tại sân nhà. Bây giờ sẽ có một tình huống phản công nữa dành cho cầu thủ đến từ M7. Sút bóng từ xa.
Còn phản xạ chính xác của thủ môn Ngọc Hà bên phía FC M1. Ngọc Hà. Bóng về chân của Văn Du. Văn Du có pha trả bóng sang dành cho Văn Tính. Nguyễn Văn Tính, một cầu thủ đang thi đấu khá nhiều vị trí trên sân trong đội hình của các thủ bên phía FC M1. Năm nay thì cơ hội để cho trong trận đấu cùng khung giờ, cơ hội để cho M5 cải thiện vị trí vẫn còn. Khi mà cao thủ đến từ M1 đang để thua trong trận đấu trước cao thủ đến từ M7 tại vòng cuối cùng giải bóng đá MiPac City lần thứ 2 năm 2022. Bóng một lần nữa về chân cao thủ áo vàng. Đường chuyền bóng không tốt. Sẽ có một tình huống tổ chức phản công dành cho cao thủ đến từ M1 MiPac. Sút bóng từ xa. Đó là tình huống tung ra cú sút từ chân trái của Nguyễn Văn Tính. Trên sân lúc này đang xuất hiện rất nhiều những bầu không khí ồn ào trong trận đấu giữa cao thủ đến từ M4 và M5. Hai người hàng xóm của nhau. Chín phút thi đấu chính thức còn lại của hiệp thi đấu thứ hai. Văn Tính vẫn đang là những nỗ lực đưa bóng vào trong vòng cấm của thủ bên phía M1 nhưng không thành công. Tranh chấp bóng tốt. Bóng về chân của số 99. Những nỗ lực đưa bóng vào trong vòng cấm bất thành. Trận đấu thứ 3 trong ngày. Ngày nay đây cũng trận 3 của anh đúng không? Sáng nay vui, làm mất điện, đỡ phải làm. Sáng nay à? Sáng nay không, sáng nay đi bình luận họ một trận ở ngoài, ngày ngoài cái gì, ngoài Hoàng Mai đấy. Sáng nay không có lịch thì mới nhận. Hoàng Mai là BKC. Ông ở chỗ Gamuda. Ủa sáng. Sáng đi gặp ngay anh Vương, chuyên bắt trọng tài. Xong rồi 4 trận trong đấy lại gặp 4 ông trọng tài. 9 phút nữa anh ạ. Thế là M4 vô địch phải không anh? Như vậy trong trận đấu cùng khung giờ thì cao thủ đến từ M4 đang cố gắng đổ bê tông hàng phòng ngự của mình trước chiến thắng tối thiểu 1-0 trước cao thủ đến từ M5. Và họ đã chuẩn bị đặt bàn để ăn mừng chiếc cúp vô địch của họ tại giải bóng đá MiPac City lần thứ 2 năm 2022. Lúc này thì M4 không còn quan tâm vào hiệu số của trận đấu còn lại nữa, khi mà họ đã chắc chắn giành được 12 điểm và kết thúc giải đấu tại vị trí đứng đầu à. Đúng là vòng thi đấu cuối cùng luôn mang đến những bất ngờ. Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch đó chính là M1 đang có một cuộc ngã ngựa chưa cao thủ đến từ M7 trong một trận đấu mà họ được đánh giá đội bóng mạnh hơn. Nếu như có nhà cái nào đặt kèo trong trận đấu này thì có lẽ M1 sẽ là đội bóng được chấp tới 0.5 trong trận đấu này. Tối nay có ngoại hạng Anh có trận nào không anh nhỉ? Không đúng không? Tuần này đá muộn. Pha phá bóng vừa rồi là không tốt của thủ bên phía FC M7. Cơ hội dành cho M1 dứt điểm luôn, không vào. Thêm một phản xạ chính xác nữa của Nguyễn Luận bên phía FC M7. Bóng một lần nữa về chân cầu thủ áo vàng, một tình huống 2-2. Được chuyền sang ngang cho Xuân Sang nhưng là hơi mạnh. Bên FPT về làm rồi, bên Lake Sport về làm rồi. Bọn đấy cuốn hết. Thì mình về cắt phí. Thế là chúng nó chẳng cần làm gì cả. Mỗi cái việc là ngồi giám sát với chỉ anh em mình. Bọn nó đứng nhận đâu.
chắc chắn nhỉ, bắt mang máy cầy đến. Tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ đến từ M1, pha sút bóng chìm vào trong. Đang thiếu đi khá nhiều cái bóng hoa xanh trong vòng cấm của thủ môn Nguyễn Luận ở thời điểm hiện tại. Những phút cuối cùng này Quang Hà đang là chỗ dựa tinh thần cuối, chỗ dựa tinh thần có thì coi là chốt chặn cuối cùng trong hàng phòng ngự của thủ bên phía Sim M1 khi mà họ đang muốn đẩy cao đội hình lên tấn công. Văn Tính đang là cái tên duy nhất xuất hiện tại hàng phòng ngự của thủ bên phía Sim M1. Văn Du, bóng về chân, chuyền về chân Quang Hà. Này, Quang Hà đang có một tình huống xử lý bóng không được tinh ý cho lắm, nhưng mà có lẽ đó là giải pháp tốt nhất Quang Hà. Khi mà anh nhìn lên trên vị trí của mình thì không có một cầu thủ nào của M1 có vị trí thoải mái để có thể Quang Hà thực hiện được chuyền được. Một cú sút bóng từ rất xa. Trên sân lúc này thì mặc dù chơi với số đông cầu thủ phòng ngự, nhưng mà M7 vẫn đang cho thấy những sự nguy hiểm của mình trong những tình huống sút bóng từ xa. Một trong số những cái tên đó là số 20 Văn Giang. Văn Giang chính là cầu thủ có pha sút xa siêu phẩm đem về bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0 cho cao thủ đến từ FC M7 Mipec. Ngày mai trước sự nguy hiểm của mình và tiếng tăm của Hoàng Thổ tại giải bóng đá Mipec City thì Hoàng Thổ đang bị cao thủ bên phía M7 theo kèm một cách rất chắc chắn. Hoàng Thủ không còn khoảng trống để có thể phô diễn sức mạnh của mình. Văn Tính đều chuyền bóng dọc biên. Bên kia một đèo hay một không đi anh? Một không. Đèo thì M7 vô địch rồi. Vô địch nên là vô năng. Như vậy thì trên sân lúc này thì các cổ động viên của M7 Mipec đã tràn sang bên phần sân của M5 để cổ vũ cho các thủ M5, nhưng mà đã không có bất ngờ là xảy ra. M4 chính thức là đội bóng đương kim, đội bóng vô địch tại giải bóng đá Mipec City lần thứ 2 năm 2022 với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho các thủ đến từ M5 và kết thúc 6 vòng đấu với 12 điểm. Hiệu số của các thủ đến từ M4 là dương 5 bàn. Một kết quả khá êm đi. Như vậy lúc này thì cao thủ đến từ M7 cũng đã sẵn sàng cho việc ăn mừng vị trí á quân của mình tại giải bóng đá Mipec City lần thứ 2 năm 2022. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa thủ đến từ M1 và các thủ đến từ M7 tại giải bóng đá Mipec City lần thứ 2 năm 2022. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và chúng tôi xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những giải bóng đá tiếp theo do VLTV thực hiện. Về. Tốt rồi. Anh Nhi bắt bài thôi.